chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một cái chủ đề, đó chính là những câu hỏi mà bạn cần phải hỏi một người đàn ông trước khi bạn quyết định là có đặt tình cảm dành cho người đàn ông đó hay không. Có rất nhiều người đã mắc sai lầm, có rất nhiều bạn gái đã mắc sai lầm trong tình yêu khi mà yêu phải một người không có tốt, hoặc là một người mà không hợp với họ, hay là không có quan điểm sống hay lý tưởng sống và một cái mục đích tình yêu giống nhau. Vậy thì sẽ rất là khó khăn, phải rất là khổ cho các bạn sau khi mà các bạn đã đặt tình cảm rất là nhiều, và sau một thời gian dài ở bên nhau thì cái việc quyết định ra đi khi không hợp, đó là cái điều rất là đáng tiếc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái câu hỏi mà con gái cần phải hỏi một người đàn ông trước khi các bạn đặt tình cảm quá nhiều nhá. Câu hỏi đầu tiên đó chính là câu hỏi về quan điểm của anh ấy về tình yêu và gia đình. Câu hỏi này nó sẽ khiến cho bạn biết được rằng người đàn ông ấy có nghiêm túc với bạn hay không, và có muốn một mối quan hệ lâu dài với các bạn hay không. Các bạn có thể hỏi anh ấy về quan niệm của anh về tình yêu như thế nào. Nếu anh ấy trả lời rằng ôi, tình yêu đối với anh là một trò chơi, tại sao chúng ta không trải nghiệm. Hoặc cũng có thể anh ấy nói rằng đối với anh yêu là yêu mà cưới lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nếu như những người đàn ông mà nói với các bạn những cái câu như này thì bạn cũng có thể biết rằng à, trong lòng anh ấy bạn là người như thế nào, hoặc là cái cách đối xử mà anh ấy sẽ đối xử với bạn là như thế nào, anh ấy có nghiêm túc không. Và nếu như anh ấy trả lời các bạn rằng ồ, đối với anh rất coi trọng một tình yêu chung thủy, chân thành và lâu dài, và đấy sẽ là một tình yêu mà sẽ tiến tới lâu dài hơn, đó là hôn nhân, chứ không phải là một tình yêu mà yêu cho vui hay là yêu thời tuổi trẻ. Nếu các bạn thấy rằng anh ấy nói với các bạn về những quan điểm tình yêu như thế này thì đó chính là cái quan điểm của anh ấy đối với bạn. Cho nên là hãy tìm hiểu thật kỹ. Trong những cái lúc nói chuyện với nhau, các bạn có thể tìm cách để hỏi anh ấy về cái quan điểm tình yêu của anh ấy như thế nào. Nhiều khi các bạn cứ nói rằng em chẳng hiểu là cốt rút của anh ấy đối xử với em như thế nào, anh có thật lòng với em không. Không biết thì mình phải hỏi, đúng không các bạn? Bằng cái việc mà anh ấy thể hiện quan điểm, lối sống, cá tính và cái cách mà anh ấy bày tỏ cái quan điểm đó với bạn, chính là cái cách mà thể hiện con người của anh ấy là như thế nào. Mình sẽ không phán xét là anh là người tốt, người xấu, hay đúng chuẩn mực hay không đúng chuẩn mực, bởi vì cái đó là nó phụ thuộc vào mỗi một người khác nhau. Điều quan trọng là các bạn nhận được những câu trả lời và những cái quan điểm từ anh ấy, các bạn thấy rằng à, có hợp với mình không. Các bạn ạ, nếu anh nói rằng ôi, anh là một người thực sự rất là coi trọng một tình yêu chân thành, chung thủy và sẽ gắn bó lâu dài đến một tình yêu nghiêm túc, đấy, nếu đó là cái quan điểm của anh ấy thì bạn cũng sẽ thấy rằng ôi, anh ấy là người như thế nào. Còn nếu anh ấy nói rằng ôi, đối với anh yêu không nhất định là phải cưới, mà chúng ta có những giây phút tuyệt vời bên nhau, hạnh phúc bên nhau là được, ví dụ như vậy, thì bạn sẽ phải nhìn thấy rằng à, những cái quan điểm đó có phải là cái thứ mà mình cũng muốn như thế không. Đấy, hãy có những câu hỏi để tìm hiểu về cái quan điểm về tình yêu của anh ấy nhá. Câu hỏi số 2 mà bạn cần phải hỏi một người đàn ông mà trước khi các bạn tiến tới sâu hơn với anh ấy, đó là hãy hỏi về ước mơ của anh ấy. Câu hỏi này thì các bạn có thể hỏi bất kỳ ai, chứ không chỉ là cái người mà bạn đang tìm hiểu, đúng không? Và đặc biệt với người mà các bạn tìm hiểu thì thực sự phải hỏi câu này. Bởi vì điều quan trọng ấy, người ta nói một cái câu là cuộc sống mà không có ước mơ thì chỉ là đang thực sự tồn tại, chứ không phải là đang sống. Đó chính là tầm quan trọng của việc mỗi người sống trong cuộc sống này cần phải có ước mơ. Vì thế, khi mà các bạn hỏi một người đàn ông về cái ước mơ của anh ấy là gì ấy, thì một người thực sự thích bạn, anh ấy sẽ nghiêm túc với câu hỏi này và sẽ nói với các bạn là à, anh ấy có ước mơ như thế nào. Và đương nhiên, khi mà bạn hỏi câu đấy thì anh ấy cũng sẽ hỏi lại bạn một cái câu tương tự là em có ước mơ gì. Vậy thì đương nhiên là bạn cũng nên chuẩn bị cho mình một cái ước mơ. Bởi vì trong cuộc sống này không ai đánh thuế ước mơ cả, và cái việc phấn đấu để mình sẽ tốt lên, mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn thì đấy là một cái điều mà ai cũng cần nên có. Điều đó nó không chỉ là vì để bạn sẽ trả lời câu hỏi của anh ấy, mà là nó sẽ khiến bạn hấp dẫn hơn. Và cái người đàn ông kia cũng thế, nếu anh ấy là một người có hoài bão, có ước mơ, kiên định với cái ước mơ đấy, thì xin chúc mừng, đây là một chàng trai mà thực sự xứng đáng để các bạn gắn bó rất là lâu dài đấy. Còn nếu như anh ta thay vì nói rằng anh có ước mơ này, ước mơ kia và anh sẽ phấn đấu để đạt được cái ước mơ đấy, mà anh lại nói rằng tạm thời thì anh không có ước mơ nào cả, anh chỉ muốn là bây giờ mình kết hôn, sinh con và có một gia đình thôi, sống giống như mọi người, thì đương nhiên đây cũng có thể là tip đàn ông của một số cô gái. Nhưng liệu đó có phải là tip đàn ông của các bạn hay không? Nếu bạn là một cô gái rất có ước mơ và muốn phấn đấu đến một cuộc sống tốt hơn, mà chàng trai ấy lại là một chàng trai kiểu như là chỉ muốn tìm người yêu, tìm vợ luôn thôi, thì đấy có phải là kiểu người của các bạn không? Đúng không? Thì đây sẽ là cái lúc mà bạn cân nhắc xem, tìm hiểu xem. Cái câu hỏi đấy nó rất là quan trọng để các bạn có cái sự chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Đừng đến cái nỗi mà mình có sâu đậm lắm rồi, xong lúc đấy mình phát hiện ra là anh ấy chẳng có ước mơ gì cả. Mình thì đang muốn hướng lên rất là cao, mình phấn đấu rất là nhiều, còn anh thì lại không, thì rất là khó để mà hòa hợp. Câu hỏi thứ ba mà các bạn phải hỏi một người đàn ông trước khi các bạn đặt tình cảm quá nhiều ấy, đó chính là hãy hỏi anh ấy về việc anh nghĩ gì về tình yêu chung thủy
về việc chung thủy chỉ với một người phụ nữ thôi. Bằng cái câu hỏi này thì bạn sẽ biết rằng quan điểm của anh ấy như thế nào và cái cách mà anh ấy nếu có yêu bạn anh sẽ đối xử với bạn như thế nào. Nếu anh ta nói với bạn rằng trên đời này thì làm gì có người đàn ông mà chỉ yêu chung thủy có một người thôi, đàn ông mà ít nhiều thì bên ngoài cũng phải có người này người kia chứ. Vậy thì các bạn phải biết rằng câu nói này không phải là anh ta nói chung tất cả những người đàn ông đâu, mà anh ta đang nói chính anh ta đấy. Thì các bạn cũng phải có chuẩn bị sẵn một cái tinh thần để mình xem là mình một người như thế mình có chấp nhận được không. Còn nếu như một anh chàng anh ấy nói với bạn rằng anh thực sự tin vào một tình yêu chân thành, chân thật và cao cả, ở đó hai người chung thủy với nhau và xây dựng cho nhau những cái gia đình rất là hạnh phúc. Một khi bước vào tình yêu thì ai cũng mong muốn là mình sẽ có một tình yêu tuyệt vời như thế. Anh không biết là mình có may mắn sẽ là một người có một tình yêu trọn vẹn từ đầu đến cuối hay không. Thế nhưng có một điều mà anh luôn luôn tâm niệm ở trong đầu ấy là anh sẽ không bao giờ phản bội. Hay ít nhất anh cũng sẽ nói rằng anh sẽ chung thủy với cái cô gái mà anh đang yêu chứ anh sẽ không bao giờ bắt cá hai tay. Đấy, bằng cái việc hỏi cái câu hỏi này các bạn sẽ tránh cho mình được rất nhiều những cái sai lầm mà sau này các bạn phát hiện ra thì các bạn mới hối hận. Bởi vì chính cái câu hỏi này nó sẽ cho các bạn biết rằng người đàn ông đó là người như thế nào. Các bạn cứ yên tâm đi, hãy tin mình đi, bởi vì sẽ không có một người đàn ông nào mà thực sự nghiêm túc và thực sự chung thủy lại không dám nói cái quan điểm của mình về sự nghiêm túc và chung thủy. Còn thực sự một người mà không nghiêm túc, anh ta sẽ không bao giờ dám nói về cái sự chung thủy đó. Không bao giờ nó dám nói chắc nịch là anh chỉ chung thủy với một người thôi và anh sẽ không bao giờ có một người khác hay gì cả. Đương nhiên cũng sẽ có những cái trường hợp mà người đàn ông thực sự có dụng ý muốn lừa các bạn thì sẽ nói như vậy. Nhưng mình nghĩ rằng cùng với thời gian và cùng với nhiều lần các bạn nói chuyện, các bạn cũng sẽ có thể cảm nhận được thông qua những câu nói và quan điểm của người đó. Chính vì vậy hãy hỏi câu nói này để mình có thể phân tích nhé. Câu hỏi số 4 mà bạn cần phải hỏi một người đàn ông trước khi đặt tình cảm quá nhiều ấy, đó chính là hãy hỏi anh ấy về cái việc là anh nghĩ thế nào về việc đàn ông chia sẻ công việc nhà với phụ nữ. Nếu như anh ấy nói rằng không, công việc nhà là của phụ nữ, rửa bát quét nhà không thể nào là những cái công việc mà người đàn ông làm được, thì đây sẽ là một người sẽ khiến cô gái làm vợ rất là khổ. Khoan hãy nói rằng anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền hay anh ấy nhiều tiền đến mức độ nào. Việc không chia sẻ với người phụ nữ trong những công việc thường ngày rất là vất vả và rất là mệt đó, nó sẽ khiến cho người phụ nữ rất là tủi thân và tổn thương. Có thể là bây giờ các bạn chưa nghĩ đến và chưa biết được cái tầm quan trọng của cái việc là một người sẽ chia sẻ với các bạn việc nhà nó như thế nào. Nhưng mà một khi mà các bạn bước tới một mối quan hệ nghiêm túc, các bạn sống với nhau, ở với nhau, kết hôn với nhau ấy, mà một người đàn ông không chia sẻ với các bạn những công việc nhà thì điều đó sẽ rất vất vả, sẽ rất mệt. Mà trong cái thời đại ngày càng hiện đại rồi, bạn sẽ nhìn thấy xung quanh bạn rất là nhiều những người phụ nữ đã được chia sẻ những công việc nhà như thế. Vậy họ sống rất hạnh phúc, được cưng, được chiều, mà mình ở đấy, chồng hoặc người yêu của mình không bao giờ động vào những cái việc đó. Thì các bạn nói thật với các bạn là các bạn có thể chịu đựng được một thời gian, không chịu đựng được mãi. Cho nên là hãy biết rằng bây giờ đó là cái quyền của bạn, cái quyền bình đẳng đó. Đó là công việc trong việc nhà, đương nhiên kiếm tiền thì ai cũng phải kiếm, và cái việc nhà thì phải chia sẻ. Hãy hỏi anh ấy một cách rất thoải mái để biết được quan điểm của anh ấy như thế nào. Nếu anh ấy nói rằng không, đàn ông anh sẽ không bao giờ động vào những chuyện đó đâu, vậy thì hãy chạy luôn đi các bạn nhé. Hãy đảm bảo rằng người bạn yêu và sẽ kết hôn làm chồng sẽ là một người sẵn sàng chia sẻ cùng bạn những công việc nhà. Và không chỉ là sẵn sàng chia sẻ thôi mà còn thương các bạn, chăm cho các bạn, không muốn các bạn vất vả và chịu khổ nữa. Nếu được như vậy thì rất tốt. Và câu hỏi số 5 mà các bạn nên hỏi một người đàn ông trước khi các bạn tiến tới quá xa, đó là hãy hỏi anh ấy rằng anh có sẵn sàng là một người mà làm lành trước ngay cả khi anh không phải là một người có lỗi hay không. Ở đây là một câu hỏi mà các bạn sẽ hỏi người đàn ông để biết rằng liệu cái sự bao dung, cái sự độ lượng và cái sự nhường nhịn của người đàn ông đó với người phụ nữ là như thế nào. Bởi vì nói thật với các bạn, trong tình yêu á, mà một mối tình nó có bền vững được hay không, nó không chỉ phụ thuộc vào người phụ nữ, nó phụ thuộc vào cái sự bao dung và cái sự nhường nhịn của người đàn ông rất là nhiều. Bởi vì người đàn ông sinh ra đã là phái mạnh, phái mạnh thì có một đặc điểm là hay dỗ dành, hay nhường nhịn. Còn người phụ nữ thì hay có cái cá tính là hay dỗi. Mà nếu một người đàn ông mà không có cái sự nhường nhịn ở đó, lúc nào cũng phải hơn thua là đúng sai như thế nào, liệu nhiều lúc có khi sai cũng không bao giờ nhận, thì điều đó sẽ rất mệt với cô gái đấy. Cho nên là hãy hỏi anh ấy câu này trước khi các bạn đặt tình cảm quá nhiều nhá. Hãy hỏi anh ấy xem là liệu anh ấy có sẵn sàng để là người làm lành trước ngay cả khi anh ấy không có sai hay không. Và nếu anh ấy có, anh ấy trả lời rằng anh rất sẵn sàng, bởi vì anh biết rằng đấy là cô gái mình yêu. Đôi khi cô ấy sẽ vô lý, đôi khi cô ấy sẽ giận hờn. Đương nhiên anh sẽ không nói là tuyệt đối 100% anh sẽ như thế, nhưng đương nhiên là anh có thể làm được. Và anh sẽ làm như vậy, và anh thường xuyên làm như vậy với cô gái của mình luôn. Đấy, hãy bảo đảm rằng các bạn sẽ hỏi người yêu của các bạn hoặc là người sắp
sẽ là trở thành người yêu của các bạn những cái câu hỏi này trước khi các bạn đặt tình cảm quá nhiều nhá. Để biết được rằng à, với những cái cá tính đó, với những cái lối sống đó, với cái tất cả những cái điều đó các bạn có chấp nhận được hay không. Mình luôn luôn khuyến khích các cô gái là những người cống hiến những điều tuyệt vời cho và tình yêu chân thành nhất, vị tha nhất, cao thượng nhất cho người đàn ông mà sẽ bước vào cuộc sống của các bạn. Và cùng với đó thì điều quan trọng nữa đó là cũng chúng ta cũng phải đảm bảo rằng cái người bước vào cuộc sống của bạn cũng là những người xứng đáng với những điều tốt đẹp mà các bạn trao, đúng không nào? Mình hy vọng rằng với những cái lời chia sẻ hôm nay, với những cái câu hỏi mà chúng ta cần phải hỏi trước khi chúng ta bước đến tình yêu sẽ khiến cho các bạn hiểu rõ hơn về cái người mà mình sắp gắn bó. Và ngay cả khi nếu như các bạn đã là người yêu rồi mà các bạn chưa hỏi những câu này, các bạn cũng nên hỏi để biết xem là à, anh ấy là người như thế nào, quan điểm của anh ra sao, để mình có cái tâm lý chuẩn bị sẵn sàng các bạn nhá. Vì các bạn là xứng đáng và hãy đừng bao giờ quên rằng những cái thứ mà các bạn xứng đáng trong cuộc sống này, giá trị của các bạn ở đâu, điều các bạn muốn hướng tới là gì. Hãy làm chủ cái cuộc sống của các bạn, chứ đừng bao giờ để mình ở trong một mối quan hệ mà mình không được trân trọng, hay mình không được yêu thương, hay người đó không hề chân thành với mình mà tại mình yêu quá xong rồi mình cứ bị cuốn đi. Thứ các bạn cần đi theo chính là cái mục đích và cái hướng đi tình yêu chân chính của các bạn, nó bao cần cái gì các bạn mới đi, chứ không phải là các bạn cứ cuốn theo một người và cuốn theo một cái tình cảm với một người mà không xứng đáng. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ có một tình yêu tuyệt vời nhất. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Hãy nhớ là hãy hỏi người yêu của các bạn những cái câu này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề 5 điều mà một cô gái thông minh có chết cũng không bao giờ làm. Việc đầu tiên đó chính là níu kéo đàn ông bằng lời nói. Các bạn thân mến, cái việc níu kéo đàn ông bằng lời nói thì xảy ra với rất nhiều các cô gái. Nhưng các bạn phải biết rằng, việc níu kéo đàn ông bằng lời nói chưa bao giờ là một phương pháp, và níu kéo chưa bao giờ là một phương pháp để người đàn ông đó sẽ ở bên cạnh bạn. Vì thế, nếu là một cô gái thông minh thì ngay từ lúc này đây, các bạn phải biết rằng mình phải dừng ngay cái việc níu kéo đàn ông lại. Bởi vì sao? Bởi vì một cô gái thông minh sẽ biết rằng sự níu kéo không bao giờ có thể khiến cho người đàn ông quay trở lại với các bạn, mà nó chỉ khiến cho các bạn thảm hại hơn trong mắt người đàn ông đó mà thôi. Và người đàn ông ấy, họ chỉ ở bên bạn khi nào? Họ chỉ ở bên bạn khi người ta thấy rằng bạn có đủ hấp dẫn, cuộc sống của bạn đủ thú vị để có thể thu hút người đó, và người đó nghĩ rằng ôi, cuộc sống của cô ấy tuyệt vời, mình muốn ở bên cuộc sống của cô ấy. Chứ không bao giờ là cái việc các bạn thảm hại ở đó và mong muốn là phải có người đó lắm ở trong cuộc đời của mình. Chính cái việc thảm hại mong muốn người đó mà không có người đó thì mình phải chết đi được, sẽ khiến cho người đàn ông sợ hãi và người ta chạy khỏi các bạn. Đó chính là lý do mà tất cả các cuộc níu kéo của các cô gái chưa bao giờ là có kết quả cả. Trong quá trình tư vấn cho các bạn thì cũng có những bạn gái đã nhắn tin cho mình và nói rằng em nghe chị là mình sẽ không níu kéo nữa, nhưng mà trước khi chúng ta dừng và không nhắn tin cho anh ấy thì em có thể nhắn một cái tin để cho anh ấy biết rằng em đã yêu anh ấy và thương anh ấy như thế nào không. Các bạn thân mến, trong cái lúc mà người ta đã chia tay với các bạn vì quá chán nản rồi ấy, thì việc các bạn thể hiện cho người ta thấy rằng các bạn yêu người ta như thế nào, nó không hề khiến cho người đó cảm động đâu. Các bạn cứ nghĩ rằng các bạn nói những lời yêu như thế, rằng em yêu anh như thế này như thế kia thì sẽ khiến người ta cảm động ư? Không hề các bạn ạ. Người đàn ông ấy, họ chỉ bị các bạn thu hút khi mà họ thấy rằng các bạn tuyệt vời mà thôi. Còn nếu như các bạn thể hiện rằng mình cần người đó như thế nào, mình thảm hại như thế nào, họ sẽ không bao giờ quay trở lại với các bạn hết. Đó chính là lý do mà nhiều khi các bạn nhắn những cái tin mà rất là yêu thương mùi mẫn, thể hiện ra các bạn yêu anh ấy đến nhường nào, nhưng mà các anh ấy hoặc là lạnh nhạt với các bạn, hoặc là cũng không thèm trả lời với các bạn nữa. Chính vì vậy, nếu là một cô gái thông minh, ngay từ ngày hôm nay hãy dừng lại tất cả các hoạt động mà thể hiện ra các bạn đang níu kéo một người đàn ông quay trở về phía các bạn nhé. Và các bạn phải biết rằng đàn ông họ chỉ ở bên các bạn khi họ thấy rằng các bạn đủ thu hút, cuộc sống của các bạn đủ vui vẻ, đủ tuyệt vời thì họ sẽ muốn bước vào cuộc sống của các bạn. Chứ không bao giờ vì các bạn cần người ta quá, vì các bạn yêu người ta lắm nhiều như thế nào và các bạn thể hiện sự níu kéo của mình mà họ sẽ quay lại đâu. Điều đó chưa bao giờ có kết quả cả các bạn ạ. Cái việc mà các bạn thể hiện rằng anh ấy yêu, bạn yêu anh ấy như thế nào, anh ấy quan trọng với các bạn như thế nào ấy, nó chỉ có tác dụng khi nào? Khi mà hai bạn đang yêu nhau và tình cảm tuyệt vời, hai bạn cảm thấy trân trọng sự có mặt của nhau trong cuộc sống và các bạn muốn tình cảm của mình thăng hoa hơn, thì lúc đó các bạn mới nói cho anh ấy biết rằng bạn đã yêu anh ấy như thế nào, anh ấy quan trọng với các bạn như thế nào. Nhưng mà khi mà một người đàn ông đang muốn rời xa các bạn vì quá chán nản và mệt mỏi rồi ấy, mà các bạn lại nói và gửi những cái tin nhắn nói là các bạn yêu anh ấy như thế nào, thương anh ấy như thế nào, muốn anh ấy quay trở lại với các bạn,
thì các bạn sẽ thất bại đấy nhá. Vì chính vì vậy, ngay từ lúc này hãy dừng ngay cái việc níu kéo đàn ông lại và tìm cách biến mình trở thành một cô gái thu hút, hấp dẫn. Từ đó anh ấy sẽ muốn bước vào cuộc sống của các bạn nhá. Chúng ta không bắt một người đàn ông bước vào cuộc sống của chúng ta được, chúng ta chỉ có thể thu hút người đàn ông đó mà thôi. Hãy nhớ cái nguyên tắc này nhá. Cái điều thứ hai mà một người phụ nữ thông minh không bao giờ làm, đó chính là để cho người đàn ông xúc phạm đến mình. Rất nhiều các cô gái đã để người đàn ông xúc phạm đến mình, nói mình không ra gì cả, nhưng mà mình vẫn nhẫn nhịn, mình chịu đựng vì mình sợ mất anh ấy. Và các bạn nghĩ rằng, ôi anh ấy xúc phạm mình cứ nhịn đi, nhịn đi để cho qua đi. Và cũng bởi vì là mình cần anh ấy, mình yêu anh ấy lắm, nên anh ấy có nói những lời nặng lời mình cũng không dám phản ứng gì cả. Đây là một sai lầm hoàn toàn các bạn ạ. Mình không nói là cái sự nhẫn nhịn là một điều không tốt. Nó tốt nhưng mà nó không phải là lúc nào nó cũng thể hiện cái tác dụng của mình. Nếu như người đó thể hiện cái sự, đôi khi các bạn có thể nhẫn nhịn. Nhưng nếu cái việc đó nó quá đáng quá, xúc phạm đến bạn nhiều quá mà các bạn vẫn cứ im, bởi vì các bạn vẫn cứ im lặng bởi vì mình cần anh ấy, mình không muốn mất anh ấy, thôi anh ấy nói thì cứ để anh ấy nói, anh ấy mắng nhiếc mình thôi mình cũng kệ, anh ấy bắt mình cái này, anh ấy bắt mình phải làm cái kia thôi mình cũng nghe hết. Các bạn biết không, chính cái việc mà các bạn cứ nghe người ta không có một chút chính kiến nào của mình ấy, không có cái sự phản ứng nào đối với những cái sự quá đáng của anh ta, nó khiến cho anh ta không tôn trọng các bạn. Và các bạn biết điều gì không? Cái việc mà không có chính kiến để cho người ta nói mình thế nào cũng được ấy, mà mình vẫn nhịn ấy, mà mình vẫn không nói gì ấy, nó thể hiện là các bạn không có tự trọng. Các bạn hiểu không? Cho nên nếu muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải có lòng tự trọng. Đôi khi mình cần nhẫn nhịn vì một cái điều gì đó lớn hơn. Nhưng nếu như người đó quá đáng thì chúng ta phải có trách nhiệm đưa ra những cái quan điểm và cái ý kiến của mình, chứ không phải là để người đàn ông muốn nói các bạn cái gì thì nói. Đôi, các bạn không biết phản bác cho chính mình, các bạn không đưa ra ý kiến và lý lẽ của chính mình, thì người ta sẽ thấy rằng, ôi cô gái này ngốc quá, mình nói thế mà cô ta cũng chẳng phản ứng gì, vẫn cứ im lặng. Và đó chính là lý do mà các bạn bị đối xử không tốt. Chính vì vậy, hãy nhớ rằng muốn được người khác tôn trọng thì các bạn phải tự trọng trước đã. Tự trọng bằng cách không cho người khác xúc phạm các bạn. Hãy tỏ rõ thái độ và quan điểm của mình, và hãy là một cô gái có chính kiến các bạn nhé. Điều số 3 mà một cô gái thông minh không bao giờ làm, đó chính là để đàn ông bạo hành. Mình biết rằng trong cuộc sống tình yêu cũng như hôn nhân, có rất nhiều cô gái đã bị bạo hành nhưng không dám nói ra. Thậm chí là có những cô gái nói ra nhưng mà thấy đó là một chuyện bình thường. Vì đàn ông thì đôi khi đánh phụ nữ đó cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mình muốn nói với các bạn điều này: không ai có quyền động tay động chân đối với các bạn, không ai có quyền đánh các bạn, không ai có quyền bạo hành các bạn, bất kể người đó là ai. Và dù cho dù ngay cả khi các bạn làm sai, rất sai đi chăng nữa, thì đã có pháp luật ở đó, chứ không đến lượt một người đàn ông ra tay để đánh các bạn. Việc để một người đàn ông bạo hành với các bạn mà các bạn vẫn ở bên cạnh anh ta, thì điều đó chứng tỏ rằng các bạn đã làm mất đi cái lòng tự trọng của mình, không có tự tôn và khiến cho người ta coi thường các bạn. Chính vì vậy, hãy tỏ rõ quan điểm của mình trước khi mình quen một người đàn ông nào đó hay ở bên một cạnh một người nào đó. Hãy cho họ biết rằng bạn không bao giờ chấp nhận một người đàn ông bạo hành trong tình yêu và trong gia đình. Nó thể hiện quan điểm của các bạn, nó thể hiện bản lĩnh của các bạn, và nó thể hiện cái tiêu chuẩn của các bạn. Cho nên hãy luôn luôn là một người phụ nữ biết bảo vệ mình, có chính kiến, có quan điểm, và cho người đàn ông biết điều đó. Một điều mà làm mình cảm thấy rất là buồn ấy, đó chính là rất nhiều người Việt Nam nghĩ rằng đàn ông đánh phụ nữ phải dạy vợ bằng việc đánh là một chuyện rất bình thường. Nhưng không, có một cái chuyện ở gần nhà mình như thế này. Có một cái chị đi lấy chồng và bị chồng đánh, bị chồng tát. Về đến nhà ấy thì mẹ ruột của chị nhìn thấy chị bị đánh như thế nhưng mà cũng không dám nói gì con rể cả. Mà sau khi con rể đã về nhà của con rể rồi, chỉ có con gái và mình ở bên cạnh nhau thôi, thì mẹ còn không dám bênh vực con, còn nói là thôi mày sai thì bị đánh là đúng rồi, bị nó dạy cho là đúng rồi. Mặc dù trong lòng rất là thương con, nhưng mà lại để con để có thể duy trì một cái gia đình như thế, cho nên thấy rằng con mình bị đánh là đúng rồi. Các bạn ạ, dù các bạn có sai, không ai có quyền động tay động chân đến các bạn cả. Chính cái suy nghĩ và cái quan điểm là người đàn ông có thể dạy vợ bằng cách đánh vợ đã khiến cho rất là nhiều cô gái bị đánh. Và các bạn biết không, khi mà các bạn để cho một người đàn ông đánh các bạn ấy, sau mà các bạn vẫn ở bên cạnh anh ta ấy, thì anh ta sẽ không có sự tôn trọng đối với các bạn nữa. Chưa có một cuộc hôn nhân hay tình yêu nào hạnh phúc mà trong khi đó người phụ nữ không được trân trọng và yêu thương mà lại bị bạo hành như thế cả.
Cho nên nếu các bạn nghĩ rằng mình xứng đáng là một người phụ nữ hạnh phúc, là một người phụ nữ thông minh và có những điều tuyệt vời nhất, thì các bạn phải biết rằng đây là một cái điều mà bạn sẽ không bao giờ cho phép một người đàn ông làm đối với bạn. Điều số 4 mà một người phụ nữ thông minh không bao giờ làm, đó chính là đi nói xấu chồng hoặc người yêu. Bạn có thể thấy những cái mẫu người phụ nữ thông minh ấy, họ rất biết cách ứng xử. Họ biết cách ứng xử như thế nào, thậm chí là cặp vợ chồng này họ không sống được với nhau đi chăng nữa, đôi khi là phải ly hôn đi chăng nữa, nhưng mà khi được hỏi về cái người chồng và người vợ cũ của mình, họ vẫn nói bằng những cái lời lẽ rất bình thường. Họ chia tay vì không hợp, thế thôi. Chứ không nhất thiết là phải nói xấu người này, phải nói xấu người kia rằng người ta đã có lỗi với mình như thế nào. Không, không cần làm điều đó các bạn ạ. Bởi vì đó là người các bạn đã chọn, đó là người đã chọn yêu, đó là người đã chọn lấy làm chồng. Thì việc các bạn nói xấu người ta ra, các bạn cũng không đẹp mặt đi đâu cả. Các bạn cũng không đẹp mặt. Cho nên là nếu mà có thể, nếu như người đó không hợp với các bạn, làm các bạn không thể hòa hợp được với nhau đi chăng nữa, thì cái biện pháp cuối cùng là chúng ta chia tay, chúng ta ly hôn hoặc gì đó. Nhưng cũng không nhất thiết phải nói xấu người đó với bất kỳ ai cả. Một cái điều cũng làm mình bất ngờ ấy, đó chính là rất nhiều các cô gái có thói quen là đi nói xấu chồng hoặc nói xấu người yêu. Đơn giản là vì họ nghĩ rằng mình nói như thế, đơn giản là vì họ nghĩ rằng ôi đó là thật mà, mình cứ nói, mình cứ chia sẻ với mọi người cho đỡ tức chẳng hạn. Nhưng các bạn biết không, một cô gái thông minh sẽ biết rằng mình nên nói gì và không nên nói gì. Việc nói xấu chồng và người yêu là một việc mà một cô gái thông minh không bao giờ làm. Bởi vì việc các bạn nói xấu ra, cái thứ nhất, nó làm xấu hình tượng của các bạn. Chẳng có ai là một hình tượng đẹp mà lại đi nói xấu người khác hết, đúng không? Nó làm xấu hình tượng của các bạn. Cái thứ hai là làm người khác nghĩ xấu về bạn và nghĩ xấu về người yêu hoặc chồng của các bạn. Người ta sẽ nghĩ rằng ôi trời, sinh một cặp, nồi nào thì úp vung nấy thôi. Cho nên đừng bao giờ nói xấu người chồng hoặc người yêu của mình. Từ đó nó thể hiện rằng mình cũng là một người giống như thế. Cho nên các bạn đừng bao giờ nói xấu nhá. Cái thứ hai nữa là nói xấu sẽ làm tổn thương cảm xúc của các bạn rất nhiều. Các bạn sẽ rất khó để có thể hàn gắn với nhau sau khi mà đã nói xấu. Cái việc nói xấu tức là các bạn đã nói cho một người thứ ba biết. Mà khi mà để người chồng hoặc người yêu của các bạn biết là thông qua cái người thứ ba đó các bạn đã nói xấu anh ấy như thế nào, thì người ta tức lắm, khó chịu lắm, và thậm chí ghét và hận các bạn luôn á. Cho nên đừng bao giờ nói xấu nhá. Một cô gái thông minh không bao giờ đi nói xấu chồng hoặc người yêu. Và cái điều số 5 mà một cô gái thông minh không bao giờ làm, đó chính là đi giải thích của việc mình làm với tất cả mọi người. Các bạn thân mến, trong cuộc sống thì chúng ta không thể nào tránh được có những lúc mà thiên hạ người ta sẽ đồn thổi về các bạn thế này thế kia. Bạn không thể nào có sức lực để đi giải thích với tất cả mọi người rằng ôi đó không phải như vậy đâu, tôi như thế này như thế kia cơ. Mình không có thời giờ và công sức để giải thích với tất cả mọi người điều đó. Thiên hạ họ không sống hộ các bạn. Đôi khi những cái lời gièm pha của thiên hạ họ nói xong rồi họ để đó, rồi họ đi làm việc của họ. Nhưng rồi các bạn lại cứ để ở trong tâm mình và khiến cho mình cảm thấy rất là khó chịu. Rồi nghĩ rằng ôi tôi phải đi giải thích với người này người kia, không mọi người dễ hiểu lầm tôi mất. Không các bạn ạ, các bạn phải biết như thế này. Một cô gái thông minh sẽ biết rằng những cái điều mình làm ấy là đúng đắn. Nếu mà mình không có làm những cái việc hổ thẹn với lương tâm thì mình không bao giờ phải lo lắng, không bao giờ cảm thấy sợ cả, không bao giờ cảm thấy sợ hãi cả. Với những ai mà mình thấy đủ thân thiết, đủ quan trọng với mình mà họ hiểu lầm thì mình có thể giải thích. Nhưng mà không phải, trách nhiệm của các bạn không phải là giải thích với cả thế giới về cái việc bạn là người như thế nào. Bởi vì dù các bạn có tốt đến mấy đi chăng nữa, vẫn có những lời gièm pha, vẫn có những lời đồn không tốt về các bạn. Cho nên hãy chuẩn bị sẵn tinh thần như vậy. Và một cô gái thông minh sẽ là một cô gái biết rằng mình không có trách nhiệm phải giải thích với cả thế giới về việc mình là người như thế nào. Nhưng mà cô ấy biết rằng mình sống như thế nào, mình làm những gì, mình không hổ thẹn với lương tâm. Thì dù có bị mất cắp hay là bị vu oan thì điều đó cũng không hề có ý nghĩa gì hết. Mình làm những cái việc mà không hổ thẹn với lương tâm thì mình luôn luôn sống thanh thản. Và dù ai đó có nghĩ gì, đó là việc của họ. Các bạn nhá, một cô gái thông minh sẽ biết mình phải làm gì. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã điểm qua 5 điều mà một cô gái thông minh có chết cũng không bao giờ làm. Mình hy vọng rằng những cái bí quyết này sẽ khiến các cô gái của chúng ta, nếu đang mắc những sai lầm thì chúng ta sẽ bỏ những cái điều sai này và thay vào đó là những cái điểm đúng đắn mà chúng ta cần làm các bạn nhé. Hôm nay chúng ta hãy tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề có những đặc điểm này bạn sẽ bị đàn ông coi thường và lạnh nhạt. Đó là những đặc điểm gì? Những cái đặc điểm gì mà khiến cho một người đàn ông coi thường và lạnh nhạt? Thậm chí nó sẽ khiến cho các bạn cả đời đau khổ. Tại sao chúng ta cần biết những đặc điểm này? Để chúng ta có thể tránh đi và chúng ta trở thành một người phụ nữ được yêu thương, được trân trọng.
và có hạnh phúc trọn vẹn cả đời. Bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua những cái đặc điểm này để chúng ta có thể tránh chúng các bạn nhé. Đặc điểm đầu tiên của một người phụ nữ mà sẽ khiến cho người đàn ông coi thường mà lạnh nhạt đó chính là một người phụ nữ ích kỷ, tham lam, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Khi mà nhắc đến điều này thì nhiều bạn sẽ nghĩ rằng đây là một điều đương nhiên rồi và không ai nghĩ rằng mình là một người tham lam ích kỷ cả. Nhưng đôi khi chúng ta vô tình bước vào cái ngưỡng của người tham lam và ích kỷ mà chúng ta không biết. Ví dụ trong tình yêu chẳng hạn, khi bạn quen một người đàn ông, lúc nào các bạn cũng muốn người đó phải cho bạn cái này, phải cho bạn cái kia. Đôi khi bạn nghĩ rằng đó là một cái điều đương nhiên của một cô gái có quyền đòi hỏi người yêu mình phải quan tâm mình, phải chăm sóc mình, phải mua cho mình cái này, phải mua cho mình cái kia. Là anh ấy phải mua cho mình cái này, chứ mình chưa bao giờ nghĩ là mình phải mua cho anh ấy cái này cái kia cả. Đó chính là biểu hiện của một cô gái ích kỷ, tham lam và chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Nhiều bạn thì sẽ nghĩ rằng nếu mà nói như vậy thì nó hơi nặng quá và hơi quá đáng quá. Nhưng mà thực tế thì những cái điều mình làm nó thể hiện ra, mặc dù mình nghĩ đó là bình thường thôi, nhưng mà sẽ làm cho đối phương có cảm giác mình là một cô gái ích kỷ, tham lam và chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Bởi vì sao? Bởi vì biểu hiện của ích kỷ, tham lam là gì? Tham lam là không bao giờ thấy đủ. Không bao giờ thấy đủ được thể hiện như nào? Rất là nhiều cô gái của chúng ta được người yêu quan tâm rồi, được người yêu chăm sóc rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa thấy đủ. Chúng ta lúc nào cũng đòi hỏi anh phải nhiều hơn thế nữa cơ, và chúng ta cứ ép buộc anh ấy. Đó, cái việc đòi hỏi yêu thương nó thể hiện các bạn có sự ích kỷ ở trong đó. Nó thể hiện sự tham lam rằng chúng ta chưa bao giờ thấy như thế là đủ cả. Lúc nào chúng ta cũng phải là muốn nó phải nồng nhiệt như cái hồi chúng ta mới quen nhau cơ. Đó chính là thể hiện sự tham lam, ích kỷ. Đó chỉ là một phần trong phạm trù của tình yêu thôi, mà nó xảy ra với rất nhiều các cô gái. Và bây giờ mình muốn các cô gái, nếu các bạn mắc phải cái lỗi này thì các bạn phải tránh đi để được trân trọng và yêu thương. Không ai muốn ở cạnh một cô gái tham lam, ích kỷ và chỉ biết nghĩ đến mình cả. Vậy các bạn sẽ hỏi một câu là nếu mà mình không muốn trở thành tham lam, ích kỷ và chỉ biết nghĩ đến mình, vậy thì mình sẽ phải làm gì đây? Thì trong cái video của mình thì mình đã nói rất nhiều về việc thay bằng trở thành một cô gái tham lam, ích kỷ và chỉ biết nghĩ đến mình. Các bạn sẽ có hạnh phúc khi các bạn đem đến những giá trị. Các bạn cần những điều gì, các bạn hãy cho đi những giá trị đó, những cái giá trị tốt đẹp mà các bạn sẽ mang đến. Đó chính là những cái điều mà sẽ khiến các bạn trở nên hạnh phúc các bạn ạ. Và các bạn sẽ thấy rằng nếu như một cô gái tham lam, ích kỷ và chỉ biết nghĩ đến mình thôi ấy, thì dù các bạn có xinh đẹp hay tài giỏi đến mấy đi chăng nữa, một người đàn ông họ cũng không bao giờ muốn gắn bó với các bạn lâu dài. Và khi họ nhìn ra một cô gái tham lam và ích kỷ, họ sẽ coi thường và họ sẽ rời bỏ lạnh nhạt người đó. Cho nên nếu các bạn muốn mình là một cô gái được yêu thương, được trân trọng, thì hãy là một cô gái đem đến nhiều hơn những giá trị tốt đẹp cho mối quan hệ mà các bạn đang ở trong đó nhá. Đặc điểm số 2, người phụ nữ mà khiến cho người đàn ông coi thường, lạnh nhạt và không bao giờ muốn yêu thương các bạn, đó chính là một người phụ nữ lăng nhăng. Nói chung là phụ nữ ấy thì thường là sẽ yêu rất là một cách chung thủy, nhưng mà cũng không thiếu những cô gái có sự lăng nhăng. Nhiều khi cũng không phải là các bạn chủ động lăng nhăng đâu, mà đôi khi các bạn có người yêu rồi nhưng bạn thấy anh chàng kia hấp dẫn thì mình cũng thích, mà mình cũng thích thì mình cũng để cho anh ấy tán. Vô hình chung các bạn biến mình trở thành một cô gái lăng nhăng trong mắt người khác. Mặc dù mình biết rằng cái nhu cầu mà được mọi nhiều người tán thì các bạn sẽ thấy cảm giác là tuyệt vời hơn về bản thân. Nhưng mà một cô gái tuyệt vời sẽ là một cô gái biết rằng mình là một người yêu trọn vẹn, mình xứng đáng với một người yêu mình trọn vẹn thì mình cũng phải là một người yêu trọn vẹn như thế. Các bạn thân mến, các bạn có biết là người ta chỉ trân trọng các bạn khi nào không? Ví dụ một người đàn ông họ chỉ trân trọng và chiều chuộng và yêu thương các bạn hơn tất thảy khi mà họ biết rằng trong trái tim của bạn, người đó là duy nhất. Còn nếu như mà trong trái tim của bạn người ta biết rằng người đó không phải là duy nhất ý, bạn vẫn có thể dành tình cảm của mình cho một người nào đó đẹp trai hơn hoặc là tài giỏi hơn ý, thì họ sẽ thấy rằng đây là một cô gái mà mình sẽ không trân trọng. Họ chỉ trân trọng bạn khi họ biết rằng họ là duy nhất trong trái tim của bạn mà thôi. Họ sẽ cưng chiều bạn lắm, sẽ yêu thương bạn lắm khi họ biết rằng đối với bạn anh ấy là duy nhất, là tuyệt vời. Còn nếu như các bạn có tình cảm, nếu như họ biết rằng các bạn có tình cảm với một chàng trai khác, vô tình hay hữu ý họ biết được điều đó, thì chắc chắn các bạn sẽ không bao giờ được yêu thương một cách trọn vẹn đâu các bạn ạ. Bởi vì trong cuộc sống này suy cho cùng thì chúng ta phải biết rằng cái gì nó cũng có giá của nó cả. Nếu các bạn muốn được yêu thương một cách trọn vẹn, muốn mình là duy nhất trong trái tim của một người đàn ông, thì chắc chắn các bạn phải là một người làm được những điều đó. Còn nếu như các bạn thấy rằng mình có một người này rồi nhưng mà mình thấy anh kia đẹp hơn, tuyệt vời hơn, tán mình vẫn để cho người ta tán ấy, thì xin lỗi là sự tham lam của các bạn sẽ khiến cho các bạn đôi khi sẽ đến lúc mà các bạn sẽ mất cả chì lẫn chài, tức là bạn không có gì hết đâu. Cho nên hãy luôn luôn thận trọng nhá, hãy là một cô gái
yêu một cách trọn vẹn và nhận được tình yêu một cách trọn vẹn từ người đàn ông mà bạn yêu thương. Đặc điểm số 3 của một cô gái mà sẽ không được đàn ông trân trọng và yêu thương ấy, và sẽ bị coi thường ấy, đó là một người phụ nữ không có sự hiếu thảo đối với bố mẹ. Không, bất kể đó là bố mẹ mình hay bố mẹ chồng, thì chỉ cần là một cô gái không có hiếu thảo thì sẽ không được coi trọng các bạn ạ. Bởi vì các bạn biết không, trong thời đại bây giờ ấy, đàn ông họ rất thông minh. Họ nhìn vào một cô gái, họ không chỉ nhìn cái cách mà bạn đối xử với họ đâu. Không phải là bạn cứ thể hiện trước mặt họ bạn là một người chu đáo, tận tình và yêu thương thì họ sẽ thấy, họ sẽ hoàn toàn tin tưởng vào bạn đâu. Người đàn ông họ rất tinh tế, họ sẽ nhìn cái cách mà bạn đối xử với những người xung quanh bạn, người thân của các bạn, bố mẹ của các bạn, để biết rằng các bạn là người như thế nào. Nếu anh ta thấy rằng đến bố mẹ của chính các bạn mà các bạn còn không đối xử tốt, các bạn còn không hiếu thuận với bố mẹ của mình, thì anh ta sẽ nhìn thấy ở một cô gái là không có sự hiếu thuận. Anh ta sẽ nghĩ là ủa, đến bố mẹ của cô ấy mà sinh thành ra cô ấy mà cô ấy còn đối xử như thế, thì đến mình là một người ngoài đây thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Hoặc là họ cũng có thể nghĩ là đến bố mẹ cô ấy còn đối xử không tốt, vậy thì bố mẹ mình làm sao mà cô ấy có thể đối xử tốt với bố mẹ mình đây, đúng không? Đến bố mẹ cô ấy còn không đối xử tốt thì làm sao mà cô ấy có thể đối xử tốt với bố mẹ mình được, đúng không nào? Cho nên tất cả các cô gái, mình không nói là các bạn chỉ vì lấy lòng đàn ông ấy, mà để chỉ vì được yêu thương mà hiếu thuận với bố mẹ mình. Cái việc hiếu thuận với đấng sinh thành ấy, nó thể hiện bản chất con người của các bạn. Các bạn có thể tính toán với tất cả mọi người trên thế giới này, nhưng đừng bao giờ tính toán với bố mẹ của mình. Đừng bao giờ tính toán là ôi tháng này con cho bố mẹ bao nhiêu, anh chị em cho ít hơn, nhiều hơn. Nếu các bạn có thể cho, nếu các bạn có thể cống hiến, nếu các bạn có thể hiếu thảo đến mức nào, hãy làm hết sức các bạn có thể, bởi vì đơn giản đó là những người đã sinh thành ra các bạn, đó là những người yêu thương các bạn vô điều kiện, đó là người mà sẽ ở bên cạnh các bạn bất kể dù các bạn giàu nghèo hay các bạn khó khăn hay các bạn đang thịnh vượng, đó là người sẽ ở bên các bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chính vì vậy chẳng có lý do gì mà các bạn không hiếu thuận với bố mẹ và yêu thương những người thân của mình cả, đúng không nào? Cái điều số 4 mà sẽ làm người đàn ông coi thường một người phụ nữ ấy, đó chính là một người phụ nữ coi thường người khác, đôi khi là coi thường những người nghèo hơn mình. Không một người đàn ông nào thích ở cạnh một người không một người đàn ông tuyệt vời nào mà muốn ở cạnh một cô gái coi thường, luôn luôn coi thường người khác. Ai cũng thế, kể cả đàn ông hay bất cứ ai, đều trân trọng những người mà biết tôn trọng người khác, có lòng yêu thương, biết điều và hiểu chuyện. Bởi vì suy cho cùng trong cuộc sống này, bất kể là các bạn nghèo hay là giàu, các bạn dù có giàu đến mấy thì cũng không ai biết ngày mai các bạn sẽ như thế nào. Và cái điều mà nó sống mãi trong lòng của những người mà họ tiếp xúc với bạn ấy, đó chính là cái cách mà bạn đối xử với họ. Nếu bạn gặp một người mà có địa vị thấp hơn các bạn coi thường người ta. Thực ra ấy, các bạn coi thường người ta thì người ta cũng không coi trọng các bạn. Dù các bạn có giàu đến mấy, có đẹp đến mấy mà các bạn coi thường người khác, thì người ta cũng không bao giờ coi trọng các bạn và cũng không bao giờ để các bạn, và cũng chẳng coi các bạn ra gì cả. Cho nên để cho cái sự tồn tại của mình nó có ý nghĩa trong cuộc sống này thì chúng ta cần phải biết rằng chúng ta phải tôn trọng tất cả mọi người. Bất kể đó là người giàu, người nghèo, địa vị thấp, địa vị cao trong xã hội, mỗi một người sống trong xã hội này, họ đều đóng một cái vai trò nhất định trong cuộc sống và chúng ta cần có sự tôn trọng đối với họ. Bằng cách tôn trọng mọi người thì các bạn cũng sẽ được nhận lại được cái sự tôn trọng đó. Cho nên đừng bao giờ nghĩ là mình xinh đẹp hơn người khác thì mình coi thường những người xấu hơn mình. Mình nhiều tiền hơn người khác thì mình có thể coi thường những người ít tiền hơn mình. Không chỉ vì cái luật nhân quả, tức là mình gieo nhân nào thì gặp quả đấy, mà nó còn là vì chính các bạn nữa. Bởi vì suy cho cùng cái sự giàu có và xinh đẹp của các bạn nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như không có được sự tôn trọng từ mọi người, đúng không nào? Cho nên bất kể mình là người giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, chúng ta đều phải học cách tôn trọng và coi trọng những người xung quanh. Ví dụ như người giúp việc của các bạn được các bạn thuê đến, trả tiền đến để làm việc cho các bạn. Nhưng nếu các bạn là một người coi thường họ, các bạn nghĩ rằng mình bỏ tiền ra thì họ phải làm cái này, phải làm cái kia, thì họ cũng không, thì họ cũng thấy mình không được tôn trọng, họ cũng không tôn trọng lại các bạn và họ cũng không tích cực để làm việc cho các bạn. Nhưng nếu đó là một người giúp việc cho các bạn mà được sự tôn trọng của các bạn, được sự coi trọng của các bạn coi họ như những người thân của mình, giúp đỡ họ, tìm hiểu những cái tâm tư nguyện vọng của họ, thể hiện coi như là những người thân thiết nhất ý, thì họ sẽ cảm thấy rằng ôi mình chỉ là người giúp việc thôi mà cô ấy cũng coi mình như một người thân ấy. Cô ấy rất tuyệt vời và mình muốn là mình sẽ nỗ lực để làm việc nhiều hơn và giúp đỡ cô ấy nhiều hơn nữa. Đó chính là cái tâm lý. Cho nên đừng bao giờ nghĩ là ai có địa vị thấp hơn các bạn hết. Hãy luôn luôn coi trọng, tôn trọng tất cả mọi người, những người mà các bạn gặp. Bởi vì cái cách đối xử của các bạn ấy sẽ cho mọi người thấy rằng bạn là người như thế nào. Cái điều số 5 mà khiến cho tất cả những người đàn ông đều coi thường và không tôn trọng
và không muốn ở bên cạnh đó chính là một cô gái mà cứ mở miệng ra là tiền. Nói chung, việc chúng ta, những người sống ở trên thế giới này, coi đặt tiền ở một vị trí đúng đắn của nó là một chuyện rất là tuyệt vời. Tiền là tốt, trân trọng tiền là đúng, nhưng các bạn tôn thờ nó hơn tất thảy mọi thứ thì lại là sai. Bởi vì sao? Các bạn phải biết rằng chúng ta sống trong cuộc sống này, mục đích của chúng ta là để làm gì? Mục đích của các bạn là để sống một cuộc sống hạnh phúc và có ý nghĩa. Chứ mục đích của các bạn không phải là để kiếm tiền. Kiếm tiền là đúng, đúng không? Nhưng mà nó là công cụ. Nó là công cụ chứ nó không phải là mục đích. Mục đích cuối cùng của các bạn là để sống một cuộc sống hạnh phúc và có ý nghĩa. Nhưng mà nhiều khi cái cuộc sống xô bồ trong xã hội hiện đại nó đã khiến cho chúng ta coi đồng tiền hơn hết thảy mọi thứ. Mà chúng ta không biết là chúng ta quên rằng cái nhiệm vụ và trách nhiệm của đồng tiền. Mình phải đặt nó ở đúng chỗ và đúng vị trí. Đồng tiền nó là công cụ. Nó là công cụ để các bạn có thể làm được nhiều thứ có ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Nó là công cụ để các bạn có thể có một cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng nó không phải là mục đích của các bạn. Nhớ nhá, nó là công cụ, không phải mục đích. Và một người đàn ông họ sẽ rất ghét khi mà một cô gái cứ mở miệng ra là tiền. Mặc dù mình biết rằng trong cuộc sống này, cái việc mà phải lo cơm áo gạo tiền, ai cũng phải đối mặt với những việc đó. Nhưng nếu chúng ta cứ mở miệng ra là chúng ta tiền, làm cho cái người đối phương ấy, người ta nghĩ rằng trong đầu mình chỉ có tiền thôi, mình chỉ biết đến tiền thôi, thì người đàn ông họ rất là ghét. Cho nên mình muốn tất cả các cô gái hãy để tiền ở đúng vị trí của nó. Nó là công cụ để cho các bạn có một cuộc sống tuyệt vời hơn, thoải mái hơn. Nó là công cụ để các bạn có thể làm được nhiều thứ có ý nghĩa hơn này trong cuộc sống. Nhưng nó không phải là mục đích cuối cùng của các bạn. Mục đích cuối cùng của các bạn là trong đời sống này, đó chính là sống một cuộc sống hạnh phúc và có ý nghĩa. Các bạn sẽ kiếm tiền nhưng vì nó là một công cụ cho các bạn, chứ không phải là vì mục đích của các bạn. Hãy nhớ điều này nhá. Hãy đặt nó ở đúng vị trí, đừng bao giờ coi nó là tất cả trong cuộc sống của các bạn. Đôi khi tiền là cái thứ để các bạn phải chi tiêu cho những cái hoạt động nó có ý nghĩa, chứ không phải là đồng tiền các bạn tiêu ra chỉ là để các bạn cứ giữ khư khư ở đó thôi. Bởi vì đôi khi mình gặp những người phụ nữ ấy, khi mà thấy chồng ấy mua cho bố mẹ cái đồ này đồ kia thì thường là cứ hay càu nhàu, phàn nàn là không dùng đến với có dùng đến. Đôi khi các bạn biết không, cái thứ mà các bạn tiêu tiền để cho bố mẹ ấy, nó là cái thứ mà nó khiến cho bố mẹ vui, để cho bố mẹ thấy rằng mình có sự quan tâm đến bố mẹ, chứ không hẳn là vì cái giá trị của cái món quà đó. Nếu như đồng tiền có thể khiến cho bố mẹ của các bạn cảm thấy vui hơn, thoải mái hơn, thì chúng ta cũng tình nguyện để tiêu cái đồng tiền đó, đúng không nào? Cho nên hãy đặt đồng tiền ở đúng vị trí và đừng bao giờ coi trọng nó quá mức. Hãy trân trọng đồng tiền một cách đúng cách và để nó ở đúng vị trí và tác dụng của nó. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã điểm qua 5 điều, 5 đặc điểm của một cô gái mà sẽ khiến cho đàn ông họ chán ghét và không muốn ở bên các bạn. Mình hy vọng rằng những cái điểm này thì các cô gái của chúng ta sẽ biết và tránh đi. Nếu có vô tình hay hữu ý mà mình phạm phải những cái điều này thì bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta phải nhìn lại và chúng ta thay đổi để có một cuộc sống hạnh phúc và được trân trọng, được yêu thương hơn các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và cho những bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình. Các bạn thân mến, nếu các bạn chưa nhấn vào subscribe thì các bạn hãy nhấn vào subscribe luôn để ủng hộ mình, cũng như nhấn vào nút chuông bên cạnh đó để nhận được những cái video mới nhất nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với câu chuyện hôm nay thôi. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: dạ chị ơi, chị giúp em với ạ. Em mới dừng cuộc tình 5 năm. Em đã hành xử sai lầm là níu kéo người ta khi người ta nói chia tay, có người khác. Nhưng sau đó vài ngày em đã ngừng liên lạc. Em bị đau và sụt 5kg trong vòng 2 tuần dù cố gắng uống điều độ. Giờ đến thở em cũng đau. Em nhìn lại hết quá trình yêu của mình 5 năm qua thì em đã hành xử sai rất nhiều. Có thể nói là sai từ đầu. Em bị tuyệt vọng nhưng bên cạnh đó em đang bị mặc cảm lỗi lầm vì em sai khi hành xử, vì em chưa biết cách yêu dù em rất chung thủy và thật lòng, nhưng những vấn đề khác thì em đã không có cuộc sống độc lập. Giờ em biết em phải quay về làm lại con người mình sẽ sống khác đi, nhưng cảm giác hối tiếc và ân hận vì em đã sống chưa tốt, cảm giác mất mát làm em đau. Và khi chia tay họ cũng nói lỗi tại em làm họ chán nên trong thời gian quen em họ đã quen người khác. Giờ tới thời điểm chín mùi với người kia rồi nên chia tay em. Khi em níu kéo họ nói họ còn thương em. Nếu em chấp nhận họ có quan hệ và yêu thương người khác nhưng vẫn về quan hệ và thương em thì tiếp tục. Sau câu nói đó em im lặng và sau đó em chấp nhận im lặng tất cả. Em không nhắn tin hay gọi điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Em tự kết thúc trong im lặng. Vì thực sự em không biết nói gì với họ nữa. Em vẫn rất thương họ. Em nhớ và em có ân hận vì không biết cách yêu.
Không được xem và hiểu biết về tình yêu, giờ em cứ bị hối tiếc và mặc cảm về bản thân. Giờ em phải làm sao để bước tiếp mạnh mẽ hơn mà không luyến tiếc nữa hả chị ơi? Chị khuyên gì đó cho cuộc tình tan vỡ của em với. Em cảm ơn chị. Em rất mong chị có thể đọc được và giúp em với. Em không có bạn bè, cuộc sống có một mình. Em cảm thấy mình đang trầm cảm. Chị giúp em với. Giờ em một mình loay hoay trong tất cả các suy nghĩ. Em rất nghiêm túc và trung thủy. Em chỉ sai trong cách hành xử và không biết cách gây dựng tình cảm và cảm xúc yêu thôi ạ. Chứ 5 năm bên nhau em không hề có suy nghĩ là em sẽ có ai khác. Em rất yêu họ, nhưng giờ họ nói có người khác và quan hệ với người con gái kia luôn như đã từng quan hệ tình dục với em. Em bị sốc và buồn. Em rất cố gắng để cân bằng cuộc sống, nhưng em không biết làm gì khi cảm xúc và cảm giác đau khổ trong em cứ trỗi dậy và hành hạ tâm trí mình. Cầu xin chị giúp em vượt qua được lần này. Xin chị cứu em với. Em thân mến, em hãy bình tĩnh lại nhá. Đừng có cứ cuống quá như thế. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết, và hạnh phúc thì sẽ đến với mình thôi. Cho nên mình đừng có lo lắng. Bây giờ ấy, chị muốn em phải hiểu một cái điều trong bản chất cái tình cảm này. Đương nhiên mình đã sai thì mình phải sửa, đúng không? Mình biết cái mối tình này nó kết thúc tại sao thì mình sẽ sửa trong tương lai. Nhưng mà cái sự nuối tiếc và cái sự dằn vặt với em của trong quá khứ thì chị nghĩ là không nên có. Em cần biết như thế này này. Đầu tiên là chị nói về cái anh chàng người yêu của em đã nhá. Anh ta nói với em là anh ta vì em làm cho anh ta chán nên trong thời gian đó anh ta đã quen một người khác, và khi thời cơ chín mùi thì anh ta yêu cô kia. Cái câu nói thứ hai nó thể hiện bản chất của anh ta nữa. Đó là anh ta nói rằng nếu mà anh ta vẫn còn thương em, nếu chấp nhận thì mình sẽ làm chỉ là một người dự bị thôi, hoặc là cho phép anh ta đã được yêu người kia, vẫn yêu mình thì sẽ tiếp tục. Nó thể hiện điều gì? Nó thể hiện rằng đây là một người đàn ông đẻo, tồi, không ra gì. Chị em đừng có nghĩ là đây là một người đàn ông tốt nhá. Không, bởi vì một người đàn ông tốt người ta sẽ không bao giờ ứng xử như thế cả. Nếu người ta chán em, người ta thấy rằng em không phù hợp thì người ta chấm dứt với em, rồi thì người ta mới đi tìm hiểu người khác. Chứ không ai người ta đang ở trong một mối quan hệ với em, người ta đi tìm hiểu người kia xong rồi đến thời điểm chín mùi bắt đầu người ta mới rời bỏ em để đi đến với người kia. Sau rồi xong bắt đầu vẫn thương em. Nếu em chấp nhận là ở trong mối quan hệ này anh ta vẫn có chuyện với người khác thì tiếp tục. Nó thể hiện quá rõ ràng anh ta đều, anh ta tồi và anh ta không xứng đáng với tình cảm của em ạ. Đương nhiên cái về cái sai của em thì chúng ta sẽ nói sau, nhưng bây giờ chúng ta nói trước về cái người đàn ông này. Em phải biết, em phải có lòng tự trọng chứ, đúng không? Mình có lòng tự trọng đủ để nhận ra giá trị của mình. Ừ, có thể mình không phải là một cô gái hoàn hảo, có thể là mình chưa phải là một người chín chắn trong tình yêu và có nhiều kiến thức, nhưng điều quan trọng là gì? Ít nhất là mình có là một người có đạo đức, đúng không nào? Mình có đạo đức ở cái điểm là mình không bao giờ phản bội ai hết. Mình yêu một cái tình cảm chân thành và trung thủy. Còn cái người đàn ông này, em nghĩ anh ta yêu ai? Em nghĩ anh ta yêu em hay yêu cái cô kia? Chẳng yêu ai cả. Anh ta chỉ yêu có một mình cái cảm xúc của anh ta thôi. Và cái cô gái kia ấy, chị cũng không nghĩ là cô gái kia hạnh phúc khi có được tình cảm của anh này đâu. Vì với những gì anh ta nói thì rất có thể sau này anh ta sẽ tiếp tục phản bội cái cô kia. Cái người đàn ông này chỉ chờ thời cơ để có thể phản bội thì anh ta sẽ phản bội thôi. Bằng chứng là anh ta nói với em một cái câu rất rõ ràng đấy, nếu em chấp nhận anh ta sẵn sàng sẽ qua lại với em ấy, và thậm chí có quan hệ với em ấy, đúng không? Thì cái cô kia có phải là duy nhất đâu. Một cái người đàn ông như thế này không đáng gì để mà mình tiếp tục cả. Và một cái điều mà nó cũng khá là đáng tiếc cho em khi mà một người đàn ông như vậy mà đến sau 5 năm yêu nhau em mới phát hiện ra. Mà đến bây giờ phát hiện ra rồi mà mình vẫn không thấy là mình ngốc vì mình đã yêu một người đàn ông như thế nữa. Cho nên chị hy vọng rằng sau tất cả những gì đã xảy ra, với những gì anh ta đã nói với mình, em phải cảm thấy coi thường cái người đàn ông này, chứ không phải là cảm thấy nuối tiếc nữa. Coi thường vì anh ta là một người đàn ông đẻo, không tử tế, nói thẳng ra là không có đạo đức. Với tất cả những người đàn ông phản bội, chúng ta đều có thể nói với một cái từ như thế. Cho nên chị hy vọng em nhận ra để em không nuối tiếc với người đàn ông này. Cái thứ hai nữa, cái vấn đề ở em là em cứ day dứt về cái quá khứ, mình đã không đủ trưởng thành, không có cuộc sống độc lập, không biết vun đắp tình yêu. Đương nhiên, một cô gái trẻ nào mà chưa được trang bị kiến thức thì cũng đều mắc những cái lỗi như em hết. Điều quan trọng là gì? Bây giờ mình nhận ra thì mình sửa. Em không nên ruồng bỏ em của quá khứ. Em không nên trách móc em của quá khứ, mà thay vào đó hãy ôm lấy mình của quá khứ. Hãy ôm lấy cái cô gái trong quá khứ của mình. Hãy nói với cô ấy, hãy an ủi cô ấy rằng không sao đâu. Ai cũng có những cái lúc mà mình chưa chín chắn mà. Hãy ôm lấy em của quá khứ, an ủi chính mình và biết rằng chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với quá khứ và cùng nhau bước tới tương lai.
đừng buồn về những lỗi lầm trong quá khứ. Điều quan trọng là mình nhận ra lỗi, mình sửa lỗi và mình có hạnh phúc với một người tuyệt vời hơn. Đấy mới là cái sứ mệnh của mình, đấy mới là cái điều mà mình cần làm. Chứ không phải ở đây mình day dứt về mình trong quá khứ xong rồi mình nói mình thế này kia. Chị nói thẳng cho em biết, ngay cả khi trong quá khứ em là một cô gái ứng xử tốt, ứng xử đúng, thì cái người đàn ông này ấy, anh ta vẫn sẽ có người khác. Bởi vì đấy là cái bản chất của anh ta rồi. Anh ta chỉ chờ thời cơ để có thể phản bội mình thôi. Bằng chứng kể rất rõ mà, nhìn rõ cái bản chất của anh ta mà. Đúng, có thể là lỗi cho em là một phần. Như chị nói thẳng với em trong tình yêu nhá, chẳng bao giờ có cái chuyện là lúc nào mình cũng làm hài lòng người ta, hay chẳng bao giờ mình làm cho người ta cảm thấy buồn. Đúng không? Cuộc sống mà, nó luôn luôn có những cái thăng trầm lúc lên lúc xuống. Dù bản lĩnh đến mấy, vẫn có sẽ có những lúc có thể mình ứng xử sai và làm cho người kia buồn. Thì mỗi lúc buồn, lúc chán người ta lại đi tìm một cái niềm vui ở bên ngoài á. Thì chị nói thật với em, dù em có ứng xử tốt đến thế nào trong quá khứ, anh ta có người khác, anh ta vẫn sẽ có người khác. Cho nên đừng giày vò mình của quá khứ nữa, mà thay vào đó hãy nhìn nhận người đàn ông này là một người không xứng đáng với mình. Thôi cũng may quá, thì cũng 5 năm, nhưng mà biết sớm hơn thì càng tốt, nhưng thôi cũng 5 năm. Đằng nào thì mình cũng chưa cưới, tốt quá, mình mà cưới rồi một cái anh chàng như thế này thì thôi mình khổ cả đời. Mình làm gì có cơ hội để làm lại cuộc đời nữa, đúng không? Thế thì tốt quá, rồi thôi cho anh ta đi với cô kia đi, xem hạnh phúc được bao lâu, đúng không? Rồi thì cô gái kia cũng sẽ là một cô gái đau khổ giống như em thôi. Hy vọng là cô ấy cũng nhận ra sớm để mà rời bỏ anh ta. Còn em thì chị nghĩ rằng em nên bước tiếp cái con đường của mình, không nên giày vò với mình của quá khứ nữa. Ôm lấy mình của quá khứ, hãy an ủi mình của quá khứ, hãy thương cái cô gái non nớt của quá khứ hơn. Tại sao em lại phủ nhận chính mình? Em không thương mình thì ai sẽ thương mình đấy? Đừng phủ nhận cô gái của quá khứ nữa. Hãy thương cô ấy, hãy xót thương cho cô ấy hơn. Hãy xót thương cho cái sự non nớt của cô gái trong quá khứ ấy, rằng mình đã không đủ chín chắn để mình nhận ra một người đàn ông như thế nào là người xứng đáng với mình, rằng mình đã không đủ chín chắn để bản lĩnh trong tình yêu, để mình có một cái tư thế tốt hơn là mình là một sứ giả mang đến hạnh phúc trong tình yêu, mình là một thiên sứ, là một cô gái có giá trị và mang những giá trị đến với cuộc sống này. À, mình thương mình của quá khứ hơn, bởi vì lúc đó mình chưa biết, là vì mình còn non nớt. Mình sẽ ôm lấy chính mình sẽ an ủi lấy chính mình, mà mình thương xót cho chính mình. Em ạ, à, em không làm điều đấy thì không ai sẽ làm điều đấy với em cả. Ai cũng từng mắc sai lầm mà, ai cũng từng có quá khứ mà. Hãy ôm lấy cô gái của trong quá khứ em nhá, hãy thương cô gái ấy nhiều hơn thay vì cứ trách móc và giày vò cô gái trong quá khứ đấy. Hãy cảm ơn cô gái trong quá khứ của em. Đó chính là một cô gái tuy là còn yếu đuối, còn non nớt, nhưng mà cô ấy đã là một người bước tới hiện tại và bước tới tương lai với cái tư thế tốt hơn, nhìn nhận những cái sai lầm của mình, nhìn nhận cái sự non nớt của mình và từ đó bước đến tương lai bản lĩnh hơn, hạnh phúc hơn và có niềm tin hơn vào tình yêu, đúng không em? Đấy, đấy là em hãy tận hưởng cái hành trình trưởng thành của em từ trong quá khứ đến hiện tại và tới tương lai. Chứ đừng bao giờ phủ nhận nhá. Chị không bao giờ khuyến khích các em phủ nhận cái quá khứ của mình. Mặc dù có thể quá khứ của mình đã từng làm sai, nhưng mình phải nhìn nhận nó. Mình nhìn nhận cái sự chưa biết của mình, cái sự non nớt của mình, cái sự ngây thơ của mình, để mình ôm ấp mình, che chở cho chính mình và nắm tay cái cô gái của quá khứ cùng bước tới tương lai, và là cùng hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn chứ, đúng không? Cho nên đừng bao giờ phủ nhận mình của quá khứ em nhá. Quan trọng là gì? Quan trọng mình biết sai thì mình sửa. Bây giờ em phải sửa những cái lỗi lầm. Em phải biết là có mối tình cũ tại sao nó kết thúc. Nó kết thúc vì mình chưa biết cách vun đắp. Nó kết thúc vì mình không mang được nhiều những cảm xúc hạnh phúc, tích cực trong tình yêu. Thì bây giờ mình sửa thôi. Khi mình có một cái mối tình mới thì mình sẽ sửa. Và em đừng buồn về cái người đàn ông đấy nữa. Chị biết là bây giờ em sẽ đau khổ, em sẽ nhớ đến những cảm giác hạnh phúc em từng có và em cảm thấy luyến tiếc. Nhưng chị nghĩ rằng người đàn ông này không có gì để tiếc cả. Với tất cả những hành động anh ta làm, với những lời anh ta nói, thì mình có thể biết anh ta là người như thế nào rồi. Không có gì để đáng tiếc cả. Mà mình sẽ bước đi để chờ đón một người đàn ông tốt đẹp hơn. Mình cũng không vội vàng để bước vào một cái mối tình mới. Điều quan trọng là gì? Mình không bước vào tình yêu thì thôi. Mình đã bước vào tình yêu, mình phải có hạnh phúc và mình phải được trân trọng. Mình phải được là duy nhất, mình phải được nghiêm túc, phải được là một người mà anh ta sẽ gắn bó cùng mình cả đời thì mình mới bước vào em nhá. Chị hy vọng rằng em sẽ nhận ra cái giá trị của chính mình. Vì đối với chị ấy, khi Thượng Đế đã tạo ra mỗi con người thì các bạn là masterpiece, tức là các bạn là kiệt tác của Thượng Đế. Các bạn là những người đặc biệt vô cùng, các bạn là người unique, có một không hai, không ai có thể giống các bạn được. Các bạn phải nhìn ra cái giá trị của chính mình, nhìn thấy những cái thứ mình có thể đem lại cho xã hội này,
trong thế giới này. Và thậm chí cái việc mà mình có hạnh phúc, mình biết trân trọng mình, đấy cũng là một cái sự cống hiến cho xã hội này. Cống hiến cho xã hội này, một người biết trân trọng chính mình, biết yêu thương chính mình, biết bao dung cho chính mình và biết thay đổi chính mình vì một cái tương lai tốt đẹp hơn các bạn nhá. Cho nên chị rất hy vọng là em sẽ nhận ra cái điều này để mình thay đổi mình trong tương lai, để mình sẽ làm cô gái có cái tư thế hơn. Chị hy vọng rằng em sẽ xem thêm những cái video khác của chị về những cái kiến thức trong tình yêu để mình hiểu hơn về cách ứng xử làm sao là một cô gái độc lập, cuốn hút và thu hút nhá. Thì chị tin rằng với những cái hành trang đấy mà em bồi đắp cho mình, thì trong cái cuộc tình tiếp theo em sẽ là một người cô gái có bản lĩnh. Còn về cái anh chàng kia thì chị khuyến khích em là cắt đứt ngay và luôn. Không có nhắn tin, không có gọi điện, em cũng không cần phải trả lời cái tin nhắn của anh ta làm gì cả. Một cái tin nhắn như thế không đáng để mình trả lời. Cái gì mà nếu đồng ý tôi quen cả hai người thì chúng ta tiếp tục không? Bây giờ em chặn ngay cái số điện thoại của anh ta lại, chặn tất cả Zalo, Facebook, không liên hệ gì với anh ta nữa, vì đơn giản anh ta không xứng đáng. Mỗi lần nhìn thấy cái mặt, bản mặt của anh ta thôi là thấy cái lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Thì mình phải biết, mình sẽ không bao giờ để cho anh ta có cái quyền đấy đâu em nhá. Chị hy vọng rằng em sẽ đủ tỉnh táo để bước qua cái mối quan hệ này và đón chờ một hạnh phúc mới hơn. Thế giới này không thiếu những người đàn ông tốt, chỉ thiếu những cô gái biết mình xứng đáng với điều gì, phấn đấu để bản thân trở thành một cô gái xứng đáng với điều tốt đẹp đấy thôi. Chị hy vọng rằng em sẽ thay đổi để đón chờ một người đàn ông tốt hơn. Người đàn ông tốt đấy sẽ không đến chừng nào em không ý thức được về giá trị của bản thân mình. Chừng nào em không biết rằng mình xứng đáng thì người đàn ông đấy sẽ không xuất hiện. Cho nên hãy trở thành một cô gái biết rằng mình xứng đáng, biết giá trị của mình ở đâu em nhé. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.